Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuần vàng hốt bạc đúng tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, tiền vàng cứ thế ùn ùn đổ về chật két, giàu khét tiếng khắc cả dùng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, sau những năm tháng làm việc miệt mài, khi bước vào tuổi trung niên hẳn là ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống an nhàn, dư giả, đủ đầy, con cháu đề huề, kinh tế vững vàng, có nhiều tiền để dành phải không nào? Thế nhưng đời không như mơ, kênh Minh Đường Tử Vi nhận thấy có rất nhiều người vẫn phải vất vả ngược xuôi, lo ăn từng bữa, sức cùng lực kiệt mà vẫn không có gì ngoài lòng quyết tâm, mong một ngày làm nên đại nghiệp. Kênh Minh Đường Tử Vi từng viết cho Giáp Dần thế này, nguồn nội lực tích lũy trong con người Giáp Dần đã đạt đến mức chín mùi, nên tuy thời không quá may, lại cần phải lao ra chinh chiến. Năm nay làm không phải để thắng, mà chỉ để trải nghiệm, để ngông cuồng một khúc tự do, một đoạn nhiệt thành, một trang tích lũy kinh nghiệm, mở mang đầu óc mà chuẩn bị cho những năm tháng sau này. Và trong 12 con giáp, có người tuổi Giáp Dần khi bước vào tuổi trung niên rồi vẫn phải đối mặt với những trăn trở, lo lắng về tiền bạc, thậm chí là nợ nần túng quẫn. Thế nhưng, tuổi này nhờ có một ý chí sắt đá, làm gì cũng quyết đến cùng mà nắm bắt thời cơ, tránh được điềm gỡ bất ngờ, giàu nhanh chóng dánh. Hơn nữa, nếu tránh được điều này, tuổi Giáp Dần quá hung thành cát, hút trọn tài lộc của thiên hạ, bất ngờ phát tài đổi đời đại gia chỉ sau một đêm. Vậy hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm vận trình tháng 8 âm lịch của mình trong video dưới đây quý anh chị tuổi Giáp Dần nhé. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, thực tế cuộc sống trên đời khá nghiệt ngã, số người long đong luôn nhiều hơn những người thuận dòng mà thành tựu lớn, vậy nên nếu ở ngưỡng 50 mà vẫn chưa thành tựu cũng không có gì quá là hay đáng để sầu lo. Suy cho cùng, mỗi cuộc đời có một câu chuyện riêng, mỗi một loài hoa sẽ nở ở vụ mùa thích hợp với chính nó. Nên cùng tuổi 50 người sầu người vui, người hoa nở, kẻ hoa tàn, cứ mãi so sánh có mà lạnh lòng, lạnh tâm, mãi buồn cho sự không an yên, không trọn vẹn. Cần phải nhớ 50 chưa phải là già, 55 chưa phải là hết, nhớ để tự tin, nhớ để không dội, nhớ để bớt tự ti hoặc bớt những suy nghĩ, lo toan mỏi mệt. Chỉ cần tâm Giáp Dần vẫn đang cố gắng, thân Giáp Dần vẫn đang kiên trì, trí Giáp Dần vẫn đang bền bỉ, trí Giáp Dần vẫn nhiều cầu tiến, cầu thị dương lên. Chỉ cần đăng thế thì dù muộn qua vẫn cứ sẽ nở, gió thổi động trời xua màn mây u ám, cho cầu dòng rực rỡ ở cái thời điểm đẹp nhất của nhân sinh này. Chưa giàu, đấy vẫn là một điệp khúc quen thuộc, nhưng trong tháng 8 đến tháng 12 âm lịch, Giáp Dần sẽ bắt đầu được hưởng cái cảm giác có lộc, tức bắt đầu có sự hanh thông, bắt đầu có sự thuận lợi. Chưa có sự tích lũy, nhưng dòng tiền giàu ra sẽ bắt đầu dày hơn rất nhiều lần. Giờ là lúc tập hợp lại, tích lũy lại để chuẩn bị cho xuất phát điểm đang cận kề ở tương lai gần. Tuổi Giáp Dần tức những người sinh năm 1974, thuộc hành thủy trong ngũ hành, với thiên can giáp thuộc hành mộc, biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng dồi dào, kết hợp với con Giáp Dần biểu tượng của sức mạnh, sự quyết đoán và lòng can đảm. Tuổi Giáp Dần là sự hòa quyện giữa sự mạnh mẽ của hổ và sự mềm mại sinh khí của hành mộc. Người tuổi Giáp Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy nghị lực,
Họ là những người không ngại đối mặt với thử thách, luôn sẵn lòng tiên phong trong mọi tình huống. Thiên can giáp thuộc hành mộc mang đến cho họ sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng phát triển không ngừng. Họ có tầm nhìn xa, luôn tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và công việc. Những người tuổi này thường rất tự tin và đầy tham vọng. Họ có khả năng lãnh đạo tự nhiên, dễ dàng thu hút sự chú ý và tôn trọng từ những người xung quanh. Con giáp tuổi Giáp Dần mang đến cho họ lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu, giúp họ vượt qua mọi khó khăn trên con đường sự nghiệp. Họ không dễ dàng từ bỏ và luôn sẵn sàng đối mặt với những thách thức lớn để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Dần cũng có thể trở nên quá cứng nhắc và áp lực. Sự mạnh mẽ và quyết đoán của họ có thể khiến họ trở nên bảo thủ và khó chấp nhận những ý kiến khác biệt. Họ cần học cách lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác để có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cuộc sống và công việc. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Giáp Dần hiểu rằng sức mạnh và lòng dũng cảm là những phẩm chất quan trọng, nhưng cần phải đi kèm với sự khôn ngoan và lòng khoan dung. Họ nhận ra rằng để thực sự thành công và hạnh phúc không chỉ cần có sự kiên trì và quyết đoán, mà còn phải biết lắng nghe, học hỏi và chấp nhận những điều mới mẻ. Họ học cách cân bằng giữa sức mạnh cá nhân và khả năng hợp tác với người khác. Người tuổi Giáp Dần cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc chinh phục và đạt được, mà còn là về việc nuôi dưỡng tâm hồn và tận hưởng những niềm vui nhỏ bé hàng ngày. Họ học cách thả lỏng, tìm niềm vui trong những khoảnh khắc đơn giản và không quá đặt nặng áp lực lên bản thân. Họ hiểu rằng sự bình an và hạnh phúc thực sự đến từ việc sống chân thành với chính mình và những người xung quanh. Trong các mối quan hệ, người tuổi Giáp Dần luôn cố gắng duy trì sự chân thành và mạnh mẽ. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ người khác. Họ biết rằng, để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tôn trọng, tin tưởng và lòng khoan dung. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường an lành và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Giáp Dần với sự kết hợp giữa lòng dũng cảm và sự linh hoạt là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và đầy nghị lực trên con đường nhân sinh. Người tuổi Giáp Dần không chỉ quyết đoán và kiên trì, mà còn biết cách lắng nghe và hợp tác với người khác để đạt được mục tiêu chung. Chính sự hòa quyện giữa sức mạnh cá nhân và khả năng hợp tác đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Giáp Dần, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, thành công. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong tháng 8 âm lịch 2024. Tháng 8 âm lịch gặp nguyệt lệnh Dậu Kim, ngũ hành kim thịnh dượng, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, dương khí dần thu gọn lại, cây cối được phủ một lớp sương, nên được gọi là tiết khí bạch lộ. Người tuổi Giáp Dần vốn là Dần Mộc, chủ tính dương nên sinh ra chính quan, vận mặt các vận, người này gặp được tử vi tinh nên việc gì cũng thuận lợi. Tử vi là các tinh ngũ hành thổ, đại diện cho quyền uy và sự cao quý. Người có tử vi che chở thì tính khí có chút kiêu ngạo, thích được nắm quyền uy, làm việc gì cũng phải tự mình nắm bắt. Khí chất tôn quý khiến ai cũng phải kiêng nể. Nguyệt lệnh mệnh kim gặp Giáp Dần, tan môn tinh khá xấu. Tan môn còn có tên gọi là địa tan đông dị, với thiên cổ và điêu khách mang tới điểm hung hiểm. Người tuổi Giáp Dần cần chú ý sức khỏe của người thân, cũng như người già và trẻ nhỏ. Tang môn mang tới điềm về bệnh tật, chuyện phải khóc lóc, sát khí khá nặng. Đánh giá tổng quan thấy rằng, có thể tháng này người tuổi Giáp Dần sẽ chưa đạt được những bước tiến vượt bậc nào trên các phương diện cuộc sống. Song bạn đừng vì vậy mà nản lòng, đây là khoảng thời gian Giáp Dần cần hết sức cố gắng để có thể tạo bước đà cho sự phát triển trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm thai khuyên những người đang đi làm, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và đừng ngại tiếp xúc với những lĩnh vực mới hay những kiến thức mới. Nếu bây giờ bạn chuẩn bị được cho mình hành trang vững chắc, thì đến khi cơ hội đến, bạn có thể nắm chắc trong tay và thăng tiến vượt bậc. Với người làm ăn kinh doanh, việc đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn sản xuất không nên tiến hành vội vã trong thời điểm này. Bản mệnh cần thêm thời gian để bổ sung kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Bạn cũng nên kiểm chứng các thông tin mình nhận được một cách kỹ càng, chớ nên quá dễ tin người kẻo rơi vào bẫy gây hao tài tốn của. Phương diện tình cảm lại chưa được thuận lợi như ý muốn. Người độc thân hay có đôi có cặp đều cần chân thành hơn trong các mối quan hệ. Đừng đứng núi này trông núi nọ hoặc bắt cá hai tay. Giáp Dần nên biết trân trọng những gì mà mình đang có, đuổi theo những điều xa vời, viển vông sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh chịu tổn thương. Quý anh chị tuổi Giáp Dần thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi.
Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Di xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe trên đường đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý anh chị nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Di ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Di có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Di xin chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình Tử Di chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch. Tử Di tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy sự nghiệp có nhiều áp lực, lúc này thất sát tinh lâm vào hãm địa. Nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh đặt quá nhiều lên Giáp Dần. Công việc bận rộn và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn, người tuổi Giáp Dần không còn cách nào khác là đương đầu và vượt qua nó. Tử Di của người tuổi Giáp Dần cho thấy sự nghiệp bất lợi, chính quan trong bát tự thập thần là chính, ta kiềm chế ta. Có thể thấy, người tuổi Giáp Dần làm việc khá là quy tắc và cẩn thận. Dẫn ngũ hành lâm hãm địa, nên hành vi thận trọng này lại mang tính tiêu cực. Giáp Dần dường như đang bị quá bó buộc vào lý thuyết và quy định trong công ty. Vận công việc của tuổi Giáp Dần đang ngày một khô khan, đơn điệu. Sự nghiệp thiên về bình ổn, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không phát triển. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để học thêm các kiến thức, kỹ năng mới hoặc tiếp xúc với những nội dung công việc mới, giúp mình trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Công việc lặp đi lặp lại đôi khi có thể khiến Giáp Dần cảm thấy nhàm chán, song nguyệt lệnh lâm thai khuyên bạn chớ nên lơ là, thiếu tập trung. Nếu không làm việc nghiêm túc, bạn dễ để xảy ra lỗi sai hoặc làm chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến cả tập thể. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực mới, Giáp Dần nên tập trung vào nhiệm vụ và chú ý học hỏi mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần nêu ra câu hỏi hoặc ý kiến của mình. Như vậy, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các vấn đề, thậm chí gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc nên dành thời gian để suy nghĩ xem điểm mạnh của mình là gì, công việc mình muốn làm là gì. Tuổi Giáp Dần cần nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng những điều quá xa vời. Như vậy, Giáp Dần mới tìm được công việc phù hợp với mình. Tử Di các tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nếu Giáp Dần không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân thì tháng này nhiều cơ hội để bàn khẳng định vị thế sẽ xuất hiện. Nếu nắm bắt kịp thời, Giáp Dần có thể tạo ra những bước đệm vững chắc cho hành trình thăng tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch. Tử Di tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần cho thấy tình hình tài chính cũng chưa có những dấu hiệu phát triển quá rõ ràng trong thời điểm này. Song bạn không nên vì vậy mà vội vàng, làm việc thiếu cân nhắc. Đây là lúc Giáp Dần nên chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để chờ cơ hội đến bất cứ lúc nào. Dù làm ăn kinh doanh trên bất cứ lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi Giáp Dần có kiến thức và kỹ năng vững vàng, lại có mục tiêu cụ thể, thì Giáp Dần sẽ không sợ phải chịu sự cạnh tranh, chơi xấu của bất cứ ai. Những ai vừa bước chân vào lĩnh vực mới hoặc đang có nhiều tiền trong tay chớ nên vội vàng dốc vốn đầu tư. Giáp Dần chớ nên nghe theo những lời rủ rê bùi tai của những người không quen biết. Nếu bạn không thận trọng thì rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân, dẫn đến cảnh tiền bạc thất thoát. Đầu tháng Dần tài lộc hoàn toàn dựa vào thất sát tinh. Nó đại diện cho hồn phách và khả năng không chịu khuất phục. Dù áp lực về kinh tế có lớn bao nhiêu thì người tuổi Giáp Dần vẫn có khả năng chịu đựng. Có điều bản thân quá thận trọng nên đôi lúc bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền tốt. Tử Di tuổi Giáp Dần gần cuối tháng 8 âm lịch có mặt tại vận chính quan lâm dược địa. Nó khiến người tuổi Giáp Dần trở nên nhát gan, sợ trách nhiệm. Một phần cũng vì trí tuệ của bạn bị ngũ hành hạn chế, bản thân do không chắc chắn nên không dám đứng lên gánh vác công việc được giao. Cục diện này là một đòn chí mạng vào vận tài chính của Giáp Dần trong tháng này. Các tinh Tử Di và giải thần cho thấy cơ hội vẫn sẽ xuất hiện trong tháng này, nhưng chỉ ai nhanh nhạy mới có thể nắm bắt. Thời điểm này, Giáp Dần nên chú ý giúp đỡ mọi người xung quanh, mở rộng các mối quan hệ để chuẩn bị cho tương lai. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch.
người tuổi Giáp Dần không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Trong tháng này, Giáp Dần nên sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giúp tăng cường sức mạnh thể chất. Dù có nhiều thời gian rảnh, Giáp Dần cũng chớ nên tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Nếu nghỉ ngơi không điều độ, bạn cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí khiến đầu óc u mê, dễ mắc phải những lỗi lầm không đáng có. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 8 âm lịch. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tiếc rằng phương diện tình cảm sẽ không đem lại cho người tuổi Giáp Dần nhiều tin vui. Quan hệ rạn nứt là dấu hiệu chứng tỏ Giáp Dần nên xem lại cách hành xử của mình. Nếu mắc sai lầm ở đâu thì cần mau chóng tìm cách sửa đổi ngay. Người có đôi, có cặp không được giữ những mối quan hệ ngoài luồng. Dù Giáp Dần được nhiều người tiếp cận đi nữa, thì cũng chớ có buông thả bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy giữ khoảng cách phù hợp với người khác để không rơi vào những lời đồn thổi tai tiếng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân, tổn thương đến những người thân thiết nhất với mình. Nếu đang tìm hiểu một ai đó, Giáp Dần cũng nên nhắc nhở mình dành nhiều sự quan tâm hơn cho đối phương, nghiêm túc, chớ đứng núi này trông núi nọ. Nếu Giáp Dần không chân thành trong chuyện tình cảm, thì mối quan hệ sẽ chẳng thể nào lâu bền. Giáp Dần không những khiến cho đối phương tổn thương, mà trong tương lai bạn có thể cũng sẽ phải hối hận. Xem tử vi tuổi Giáp Dần nhận thấy, người đang độc thân chớ nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia tương lai của mình và coi thường những người chân thành tìm cách tiếp cận mình. Giáp Dần không phải người hoàn hảo, vì thế, đừng yêu cầu một ai đó phải đáp ứng mọi yêu cầu mà mình đặt ra. Trong các mối quan hệ, sự chân thành là điều quan trọng, khi đã ở bên nhau thì nên tìm cách dung hòa với nhau. Tháng này, gia đình có sao nhị hắc chiếu, nên dễ có sự bất an, dễ có nhiều sóng gió, có thể phát sinh sự gia chạm, tranh cãi, đố kỵ, mà mọi sự hung nhiều cát ít. Chính vì điều này, bản thân và các thành viên trong gia đình nên bình tâm, đồng lòng mới mong bình an. Tin vui cho người tuổi Giáp Dần, từ tháng sau, mọi sự sẽ hanh thông hơn, mỗi thành viên nên có sự sẻ chia, bao dung, độ lượng, không hơn thua đúng sai hay gì cái lý, cái tôi của bản thân, thì hung hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Xem đến đây, chắc hẳn quý anh chị tuổi Giáp Dần đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Giáp Dần sinh năm 1974? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường tử vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, người tuổi Giáp Dần vẫn có một tuần sự nghiệp không mấy suôn sẻ, Giáp Dần làm gì cũng vướng, gặp phải khó khăn do không nhận được sự hợp tác của đồng nghiệp. Thêm vào đó, lãnh đạo cũng thường xuyên gây khó dễ khiến công việc càng trở nên khó tiến hành hơn. Người làm kinh tế có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội làm ăn trong tuần này. Điều quan trọng là bạn phải đủ tin tưởng và nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ, do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng đứng yên chờ đợi ai bao giờ. Tuy nhiên, đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày, hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng để mình vào cảnh cháy túi. Phương diện tình cảm nhìn chung chưa có nhiều chuyển biến, Giáp Dần cần phải chủ động hơn nữa trong việc trò chuyện với nửa kia. Đừng cho rằng đối phương không hiểu mình mà ngày một bỏ bê gia đình tìm niềm vui bên ngoài. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số may mắn, 31, 90, 56, 74. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Người tuổi Giáp Dần phải tìm cách cổ vũ, khích lệ bản thân vượt qua những khó khăn trong khoảng thời gian đầu tuần. Thời điểm này, Giáp Dần và mọi người thường mâu thuẫn về quan điểm và cách làm việc, vì thế mà các kế hoạch đều vướng phải khúc mắc, trì trệ. Các công việc tiến triển khó khăn cũng khiến đồng tiền chảy vào túi một cách nhỏ giọt. Giáp Dần không nên nghĩ đến chuyện oán trách người này,
người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy thẳng thắn nhìn nhận bản thân để có thể sửa đổi những điểm còn chưa tốt. Thêm vào đó, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên giáp dần, làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Nếu không, dù tiền của có rủng rỉnh đến đâu thì dần dần bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm chưa có tiến triển gì đáng nói, chủ yếu là vì người độc thân vẫn khép chặt cánh cửa trái tim mình. Giáp dần sợ mình sẽ phải chịu tổn thương do tin lầm những người không chân thành, vì thế mà giáp dần thường từ chối những lời ngỏ ý. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 10, 33, 80, 73. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần sẽ dần có khởi sắc vào những ngày cuối tuần. Vì thế, bạn đừng nên nản chí vì những điều không như ý xảy ra trong khoảng thời gian trước đó. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn rèn luyện và vươn lên khẳng định bản thân. Về tình hình tài chính chưa có nhiều biến động, điều đó cho thấy dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Giáp Dần cũng nên tìm cách đổi mới bản thân. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, Giáp Dần sẽ không thể gây ấn tượng cho khách hàng, khiến tiền khó đổ về trong túi. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng khá trầm lắng khi Giáp Dần và người ấy rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Có thể trong cuộc tranh cãi này không ai hoàn toàn đúng và cũng không ai hoàn toàn sai. Bạn nên thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để có cách giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên Giáp Dần cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dùng quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: xanh nước biển, xanh rêu. Con số may mắn: 86, 75, 29, 34. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần có hung có cát trong tuần này. Đôi khi bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh của đồng nghiệp hoặc soi xét của lãnh đạo. Tuy nhiên, hãy làm điều mình cho là đúng, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh vị thế của bạn trong tập thể. Phương diện tài chính nhìn chung có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Như thế tức là bạn sẽ phải chịu khá nhiều vất vả, bôn ba trong suốt cả khoảng thời gian này. Tuy nhiên, công sức của Giáp Dần sẽ được trả giá xứng đáng khi các khoản thù lao, lợi nhuận đổ về tới tấp. Các tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Vì vậy, dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa thì Giáp Dần cũng đừng bi quan vì những khó khăn trước mắt. Phương diện tình cảm nhìn chung chưa có nhiều điểm sáng. Vợ chồng bạn thường rơi vào cảnh tranh cãi liên miên vì những quan điểm bất đồng. Có vẻ như hai người đều đang quá kiêu ngạo nên cứ giữ mãi quan điểm của mình, không muốn xuống nước với đối phương. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: đen, xanh da trời. Con số may mắn: 99, 27,15, 63. Bí quyết cải mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong tháng 8 âm lịch này. Dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc này có khi ta làm trong vô thức mỗi ngày mà không nhận ra. Khi nhận diện được chúng thì cố gắng phát huy thêm bạn nhé. Một là bạn mở lòng lắng nghe các ý kiến khác. Hầu hết chúng ta quá xem trọng cái tôi, nhất là những người được khen là giỏi, là tài năng. Chính điều đó đã khiến họ cao ngạo, tự đóng hết các cánh cửa, cơ hội học hỏi và thu hút tài lộc về với mình. Mỗi một sự kiện xảy ra luôn có những ý kiến trái chiều. Thay vì bảo vệ bằng được ý kiến của mình, thì bạn nên lắng nghe mọi ý kiến, không nên vội vàng phân định đúng sai từ sớm. Khả năng duy trì tâm lý linh hoạt và đón nhận sự thay đổi đi kèm với kỹ năng cởi mở, những quan điểm khác nhau sẽ khiến cuộc sống của bạn luôn tươi mới mỗi ngày. Thế nên, nếu bạn thấy mình có kỹ năng lùi bước trước một tình huống, thì chứng tỏ bạn đang ngày càng khôn ngoan. Hai là bạn trân trọng những gì đang có. Tục ngữ có câu, đôi giày của mình
Chỉ có đôi chân của mình mới biết đi có vừa và thoải mái hay không. Một người còn có tâm so sánh bản thân từ sự nghiệp đến thành tựu của con cái, thậm chí là vẻ ngoài, lối sống với người khác là điều tồi tệ nhất, khiến cuộc sống trở nên u tối. Chẳng thần tài nào muốn ở gần những người như vậy cả. Lý do khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so đo, tính toán. Chính hành vi này không chỉ tạo ra cảm giác không hài lòng về chính mình mà còn nảy sinh tâm lý chán nản. Tiền tài là vật ngoài thân, biết đủ dùng là được, không cần phải so sánh thiệt hơn. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống và phúc phận riêng, có được bao nhiêu tiền tệ thì nên trân quý bấy nhiêu, tốt nhất không nên so đo. Sống ở đời, hạnh phúc, bình an là được. Trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác, bạn sẽ chỉ tự chuốc lấy thêm rắc rối và phiền não cho mình mà thôi. Về tiền bạc, sau đó kích thước ngôi nhà to hay nhỏ thì cũng chỉ có thêm buồn bực trong lòng. Thế nên một người biết trân trọng những gì đang có thực sự là người biết rõ giá trị bản thân. Họ sống với thái độ biết ơn thì ông trời sẽ càng mang đến cho họ những điều tuyệt vời hơn nữa. Vì thế trong cuộc sống, hãy thường xuyên nuôi dưỡng thái độ tích cực, biết ơn những gì bản thân đang có. Dù đối mặt với áp lực, họ chỉ cần học cách trân trọng những gì mình đang có. Ba là bạn hay khen ngợi người khác. Trong cuộc sống, việc đưa ra một lời khen ngợi cho ai đó là việc không dễ dàng gì, cho dù bản thân lại rất thích được khen. Công nhận khả năng của ai đó, nhiều người lại nghĩ rằng sẽ làm mình kém đi. Chính tư duy này khiến họ nghèo mãi, không có cách nào khá lên được. Người ghen tị với thành công của người khác sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc, vì luôn có người hơn bạn. Nhưng nếu bạn luôn biết khen ngợi điểm mạnh của người khác, khuyến khích họ, thì không chỉ mỗi họ được lợi mà ngay cả chính bạn cũng nhận được phước lành từ họ. Hơn nữa, tinh thần phấn chấn, vui vẻ từ việc hạnh phúc cho thành công của người khác sẽ càng thu hút những điều tốt đẹp về với bạn. Những hình ảnh của họ sẽ khuyến khích bạn vươn lên những tầm cao mới để hoàn thiện bản thân mình hơn. Khi đó, túi tiền của bạn được cải thiện cũng là điều dễ hiểu. Quan sát suy nghĩ của chính mình, mỗi ngày chúng ta có tới 60.000 suy nghĩ ập tới trong tâm trí của chúng ta một cách vô thức. Nhưng có người rất khôn ngoan khi họ quan sát suy nghĩ của mình để dừng lại những suy nghĩ tiêu cực, phát triển những suy nghĩ tích cực. Mỗi suy nghĩ có tần số sống riêng, và khi nhiều suy nghĩ tích cực ở tần số cao sẽ càng thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Thế nên, nếu bạn biết quan sát suy nghĩ của chính mình cũng là dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc, bạn chắc chắn đã trở nên khôn khéo khi biết rõ mình cần chiến đấu trong trận chiến nào. Những người khôn ngoan sẽ xem xét các cuộc tranh luận về những vấn đề khi bước vào. Thay vì cố gắng quá sức, họ sẽ chọn đặt năng lượng của mình vào những nơi không hiệu quả. Năm là bạn coi trọng sự bình yên. Một trong những dấu hiệu bạn đang cải thiện tài lộc đó là bạn bắt đầu chọn bình yên hơn là tranh đấu, giành giật, lôi kéo sự chú ý của một đám người nào đó. Bạn chọn sự bình yên cho chính tâm hồn mình, từ đó bạn sẽ dừng loạn, bỏ được tâm trạng lo lắng về sự an toàn của công việc, sức khỏe con cái. Điều này khiến hầu hết mọi người cảm thấy cực kỳ nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Thực tế là những người khôn ngoan sẽ ưu tiên và coi trọng trong sự hòa bình, cũng như sẽ nỗ lực để duy trì trạng thái đó. 6 là bình tĩnh khi đón nhận các vấn đề. Với những chuyện bất như ý xảy ra, ta thường trở nên nóng tính, phản ứng thái quá với những tình huống nhỏ nhặt. Sự bùng phát cảm xúc thường xuyên này không những gây căng thẳng cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng một người có thể bình tĩnh đối mặt cho thấy họ đủ trải nghiệm, đủ bản lĩnh khi luôn giữ được tâm sáng như thế, thì làm gì cũng thành công. Thế nên một ngày nào đó, họ giàu có cũng là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, những người này biết rằng dù chúng ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì cũng luôn có những điều xảy ra bất ngờ. Thay vì cảm thấy thất vọng thì hãy coi đó là cơ hội để vươn lên. 7 là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi bạn đã hiểu rằng cuộc đời này vô thường, bạn sẽ chẳng bao giờ vì chuyện tiền bạc mà lo hại gia đình mình. Tiền bạc nhiều đến mấy cũng vô nghĩa khi không hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Trong khi đó, tình thân sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tốt đẹp hơn nhiều. Bên cạnh việc kiếm tiền, chớ nên xem nhẹ gia đình, vì đó luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho bạn. Tài lộc của bạn được cải thiện cũng là việc có được sự hỗ trợ, động viên từ họ chứ không phải ai khác. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ,
Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.